Xin mến chào các bạn nha, hôm nay mình cùng đi thăm ruộng các bạn. Thì trước mảnh của mình đây là cái miếng ruộng là xạ 25kg giống các bạn, cũng cùng loại giống là 504. Thì tới bữa nay cũng là 79 ngày các bạn. Đó. Thì trước ở trên cũng là 504 ha. Thì cái miếng này thì mình xạ có là 16kg giống thôi. Đó. Thì cũng 79 ngày, cũng xạ cùng ngày với miếng dưới này. Nhưng mà miếng dưới này thì đi phân nó hơi kém hơn các bạn. Với năm nay bị cánh trắng nhiều quá là bị vàng lá. Vàng lá giờ vừa chỗ tới nay thì theo lý thì cũng chín rồi. Nhưng mà cái lá đồng nó đi phân nó yếu quá. Do đó nên là cái lá đồng nó không có bằng như cái miếng trên của mình. Đó. Miếng trên của mình thì nó xanh hơn ha. Đó. Theo lý như là đất ở đây là ở trên này là trên gò đó thì nó phải vàng hơn dưới nữa các bạn. Nhưng mà ở dưới là lý do là đi phân kém á. Dưới đây là không có gãi phân rứt hạt. Không cải phân rứt hạt là nó rất là dở các bạn. Trong khi đó, thí dụ như lúa này nó là 79 ngày thì thường là lái nó cho cắt là khoảng gần 90 ngày. Nó có khi hơn 90 ngày nữa. Ở đây là gì đó bạn, do đó nên nó sẽ bị khô cây, sẽ mất giá ha, sẽ mất ký các bạn. Nó. Nè. Cái bông lúa của mình nè các bạn là cái ruộng xạ là 16 cái giống trên công tầm lớn đó bạn. Thì cái bông lúa nó bự hơn ha. Đó. Như các bạn thấy nè. Này là một bông nè. Thì cái bìa này mình không nói đây, nhưng mà cái bìa này là các bạn biết là một bông là nó hơn 200 hạt luôn. Nó 170, 180, 200 luôn. Nè. Nè thấy không? Rất là no. No tròn. Hạt rất là bự ha. Đó. Nhưng mà cái bìa này thì mình không nói, nhưng mà ở trong kia là nó cũng tương như vậy đó bạn. Để mình lội mình thăm một vòng ha. Để mình quay cho các bạn xem. Thì của mình thì nó có lò, có gò, có lung tùm lum các bạn. Nè, các bạn thấy một bụi lúa nè. Tại nhiều lúc anh em không biết thì giải nhiều quá thì nó không có nở được ha. Mình ở đây là cận cảnh một bụi lúa nè. Nè, bụi lúa một bụi màu nè. Một bông nè. Qua nè. Bông này trong này thì nó cũng ngậm sữa lai gai rồi. Nè, còn cái này là nó cứng hạt luôn nè. Ha. Cái bông lúa này là cỡ 180, 200 hạt đó. Bông lúa này nó dài dữ lắm bạn, dài là 2 tấc mấy, gần 3 tấc á. Bông lúa dài 2 tấc mấy, 3 tấc. Thì cái một bụi này mà nó nở ra, nè. Các bạn xem một bụi nè. Một bụi này mà nó nở ra là 20 bông đó bạn. Một bó luôn. Một bó luôn nè, các bạn xem nè. Bụi mà nó nở 20 bông. Thì mình thấy là thí dụ như một bông này, một bụi này đi. Là nó cỡ 100 gram đi. 100 gram mà thí dụ như anh em và các bạn mà làm được một mét vuông mà nó 10 bụi gì thôi. Không cần nhiều. Gãy cánh gì chỗ xuống là nó nặng, nó gãy như nhánh luôn. Gãy nhánh giấy luôn. Mà một 10 bộ như vậy thôi, 1 mét vuông mình làm 10 bộ như vậy thôi là nó là một 1 kg các bạn. Bội này 100 g, 10 bộ lần kg. Thì 1 kg mà thì một công 1296 mét vuông thì nó là 1 tấn 3 các bạn. Ha, mình thấy là anh em không phải cần phải quá là làm dày. Nó một mét vuông mình làm ra được có 10 bộ thôi. Giờ quay tổng thể cái miếng ruộng cho các bạn xem ha. Đây. Quay ngược lên vậy mới thấy bông nè. Là lúa giải 16 cái giống mà bây giờ vẫn có sập lai gai ha. Là lý do chỗ này thì lung, khui nước khui không được. Khui nước khui không ra. Đó. Nhưng mà nó hạn chế các bạn. Nó chỉ sập chỗ này thôi. Tại nó 76 ngày rồi. À, vì 79 ngày rồi thì nó cũng sắp cắt tới nơi rồi. Do đó nó sập ít rỉnh không sao. Cũng gần quằn chứ không đến đổi. Đó. À, cận cảnh những cái bông lúa nè. Đó. Rất là dài, bông nào cũng dài chứ. Chứ không phải riêng gì cái bìa không. Không phải riêng gì cái bìa không các bạn. Tại vì á là nó thưa đều. Nó không phải là thưa mà. Chứ không phải mà thưa mà dạng như là cái bìa nó thường á. Các bạn thấy cái bìa nó, cái bông lúa nó dài. Thì tại sao? Tại vì nó có cái diện tích, nó có diện tích để mà nó cho bông dài ha, nó có khoảng trống á.
thì ở đây thì mình xạ thưa rồi, do đó nên cái khoảng trống nó cũng rất là đều. Ha, các bạn thấy nè, như vậy đây thì 1 mét vuông nó thì cũng đâu có dư là 800 gram cho tới là 900 gram cho tới 1 ký tùy theo chỗ bạn đó. Thì mình thấy như vậy cũng ok ha, 800 gram, 700 gram thì 700-800 gram thì đạt rồi, 1 mét vuông đó bạn. Lúa gì 1 mét vuông là 700-800 gram là mình thấy đạt rồi. Thì nó không đều thì mình bù qua bổ lại, có chỗ thì nó cả ký. Ví dụ như vậy đi, chỗ này đi, chỗ này thì nó cũng 800-900 gram rồi, thì lúa thì 800-900 gram thì nó ok rồi. Các bạn thấy không? Cái này là mình tự tay mình làm, và những cái đi phân đi thuốc gì đó thì tự tay mình làm hết các bạn. Đó. Là mình giải là 70 kg phân, 16 kg lúa giống. À, mình giải cái này thì có giải phân lót ha. Giải phân lót là 5 kg D 5 kg UG trên một công tầm lớn. Đó. Mình giải xong rồi thì mình giải xong rồi mình mới giải lúa giống. Máy vừa máy chặt đất vừa lên bờ là mình giải lúa giống ha. Đó. Mình để mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đó. Thì ở đây là mình ở đây thì hôm trước á mình quay cái video này lý do làm sao. Hôm trước á là mình có đi ở trên An Cư Tịnh Biên á. Thì đất của mình, thổ nhưỡng của mình nó gan như thổ nhưỡng đó vậy đó. Anh em ở đây làm cũng giải rất là dày. Đó. Nhưng mà người ta đi á là người ta đi phân á. Là người ta đi phân là người ta đợi cho tới mà đợi đợt phân đợt hai của người ta là khoảng 10 mấy ngày người ta mới giải. Thì đất ở đây là cái đất không nước ngập, nước không ngập các bạn. Nước không ngập ha. Đất này đất nước không ngập. Rồi phù sa không có. Rồi đi phân chảy quá thì cái lúa nó đâu nở bụi đâu. Đó. Thí dụ như mình giải 5 kg phân lạnh trên một công tầm lớn. Thì mình bù lại thì mình giải cho nó nhẹ giống lại thì tiền giống 17.000 thì cái phân lạnh nó nhẹ tiền hơn các bạn. Nhưng mà cái hay của cái giải thưa này á là cái bụi nó thưa chân thì nó 3-4 tép trên một cây, 3-4 tép trên một cây nè, 3-4 tép trên một bụi nè, thì nó sẽ hạn chế đổ ngã các bạn đó. Rất là thưa ha, các bạn thấy nè, khoảng trống bành không nè. Thì đây rồi cái bông lúa nó bù lại, cái bông lúa nó dài của anh em và các bạn ở trên An Cư á, Tịnh Biên á, thì làm lúa nó giải nó dày thì cái bông lúa nó có mấy chục hạt à, 70-80 hạt, 80-90 hạt à. Nó ít có bông nào mà lên tới 100 mấy 200 đó. Cách đi phân quá trễ, cách đi phân quá trễ về thành ra lý do đó là nó sẽ không nở được. Nó không nở tại vì lúa này là nó tầm trong tháng là nó nở, trong tháng là nó nở chứ nó ra ngoài tháng là nó hết nở rồi. Nó bao nhiêu trời là nó bao nhiêu rồi, nếu mà ra ngoài tháng các bạn giải nữa thì cái trời nó cũng vô hiệu, nó có trời cũng vô hiệu chứ nó không có bao giờ mà trời hữu hiệu được. Cả 25-27 ngày là cỡ đó là làm sao cho nó đủ trời, thì trước đó thì mình phải chuẩn bị cho rồi các bạn. Thì trước đó là cỡ 10 ngày là 7-8 ngày là mình đã chuẩn bị rồi, thì nó mới có lên 7-8 ngày thì mình đã chuẩn bị đi. Mình đã kích thích, mình đã xịt cơm cát đồ vô cho nó kích thích ra đi. Cho nó nở chồi sớm ha. Bây giờ thiếu gì cái loại thuốc xịt nở chồi sớm từ cái giai đoạn mà 7-8 ngày đó thì mình xịt được rồi. Nếu mình giải thưa. Còn mình giải dày thì kỹ thuật làm dày thì mình đi phân trễ chút cũng được, nhưng mà phải đi phân cho nó mập cây, cao cây. Chứ mình đài quá cũng không được. Nó anh em ở trên An Cư Tịnh Biên á là đài dữ lắm. Do đó nên mình thấy những cái đám lúa ở trên đó rồi mình mới quay lại đám lúa của mình cho các bạn xem. Đó. Đài như vậy thì cây nó nhỏ thì bông nó không có bự đâu, dù cho giải dày luôn nhưng mà đủ chồi rồi đó, nhưng mà nó cũng không có bự, không có năng suất các bạn. Đó. Ha, nè lúa này thì mình thấy là lúa này thì 16 kg giống thì lúa này thì 16 kg giống thì các bạn thấy thì dù muốn không gì nó cũng là 1 mét vuông, nó cũng từ 800 g, 700 g thì mình thấy đạt đó bạn. 800 g là một công 800-900 kg rồi, cả tấn rồi. 800-900 kg thì được rồi. 900-950 thì thấy ok rồi. Ha, lúa nè, bạn thấy nè. Mặt độ bông thưa nhưng mà nó hay con cái là nó hạn chế đổ ngã. Nè, các bạn xem dưới cái chân lúa nè.
với cái chân lúa nè, thưa queo chân rồi nè, đó, đó không. Nếu như cái này á, mình giải dày á, thì mình cũng cũng làm cho nó trúng được các bạn chứ không phải không. Nhưng mà phải đi phân sớm, đi phân lót và đi phân sớm, tại đất ở đây là thuộc dạng đất cát. Mình ở đây là mình đang nói trên đất cát ha. Còn anh em và các bạn làm đất chỗ khác thì mình không biết. Tại vì mình ở đây mình làm thì mình nắm được cái kỹ thuật ở trên đây thì mình chia sẻ cho anh em và các bạn. Dạng đất nghèo dinh dưỡng, không có, các bạn biết không, mình bơm một miếng ruộng này là khoảng là 7-8 ngày là tự khô, không có bao giờ xả ra luôn, khô vậy luôn đó. Rất là khô. Bạn thấy cái bông lúa nè, nó u nâu nó tròn. Thì cái này cấp đỏ đuôi thì mình có giải rứt hạt ha, 10 kg lạnh trên công tầm lớn đó. 10 kg lạnh trên công lớn. Lúa này bảo đảm với các bạn là từ 1 mét vuông đó, mình tính mét vuông đi đó. Mét vuông chúng là nó là 700-800-900 một ký tùy theo chỗ. Thì đánh đều thì cũng từ 900 trên một công tầm lớn ha. Thì mình thấy là 900 thì mình làm 900 thì các bạn nhìn cái dàn lúa của mình thì 900 thì các bạn đồng ý vậy ha. Thưa bông, nhưng mà bông là khỏi phải nói luôn, bông dài kinh khủng luôn. Mình còn đang đợi nó vô cậy nè, vô cậy nè. Mình nói ngay là cử thuốc nào năm nay gầy cánh trắng rất là nhiều. Những cái cử cuối này cử nào mình cũng cộng là super cát nè, rồi cơm cát nè, rồi các loại là dưỡng lá đồng đó. Cho đến thì ngày hôm nay thì mình thấy là ok, cái lá còn xanh. Lá xanh kiểu này thì mai mốt cắt thì nó sẽ nặng ký. Tại sao? Nó tư cái nó tư các bạn. Nó tư thì nó nặng ký. Còn nếu mà nó để nó khô thì nó không có nặng ký đâu. Mình đã làm cực khổ tới ngày gần cắt rồi. Do đó là mình rất là bảo quản đó. Thì 3-4 ngày khi nào mà nó khô nước thì mình sẽ bơm vô tiếp. Để cho nó chín tới cậy nè. Để cho nó no tới cậy nè. Vậy mà cũng còn chưa có no được tới cậy. Tại vì bông bự thì nó sẽ vô gạo không tịch bằng bông nhỏ đâu. Ha. Đó, cái này thì mình làm như thế nào thì mình chia sẻ đến anh em và các bạn tham khảo cái nấy, để mình không có làm mình nói không thì nó cũng không có được. Cái này khi mà nó cái này mình cắt phân là cái ngày là 36 ngày, tại vì mình không phải là mình cắt phân mình đựa đúng ngày đó các bạn. Nhưng mà tại sao mình phải cắt phân ngay ngày đó? Tại vì á, là theo cái kỹ thuật không ngày không số á, là bón phân không cần phải là biết là mình bón bao nhiêu và giải không biết là giải ngày nào, thì cứ canh có khoảng 33 ngày, lúa 504 này có khoảng 33 ngày trở đi là bắt đầu mình vô mình xé đồng lai gai đi, xé đồng lai gai, đợi xé chừng nào mà cái đồng nó đỏ lên khoảng bằng cái đồng của nó như nhú tôm đèn lên bằng cái đọt lúa vậy nè. Đọt lúa xíu vậy nè. Đó. Đọt lúa xíu vậy nè các bạn. Đó. Thì đọt lúa chút xíu vậy đó thì bắt đầu là mình giải. Trước đó thì mình xịt là trước đó là mình kiếm cái loại phân cái loại là kích thích nhiều, thí dụ như là Atonit là cũng được nè. Rồi cộng với thuốc này kia đó mình xịt đi. Atonit công cát đồ xịt ngay cái giai đoạn đó một cái cũng được ha. Mình xịt cái đó đi, rồi cái đầu tới chừng mà mình giải đồng xong cỡ 4-5 ngày sau là mình cộng thuốc giải, vừa giải đóng đồng xong đó rồi mình cộng thuốc với cỡ 4-5 ngày sau hết xịt, tại lúa nó non lên rồi bắt đầu mình ngừa bệnh, là mình ngừa là Riromin với Amitatop cũng được, hay hoặc là Antacon với Amitatop cũng được, rồi cộng thêm là Amitatop, rồi cộng thêm phân bón lá như là cơm cát với Atonit vô cũng được, nó hai thằng đó cộng vô cái nào cũng được, thấy dễ. Rồi đậu ông vi khuẩn thì bắt buộc phải có, rồi sâu thì có sâu gì xịt sau đó, gầy có gầy gì xịt về đó. Nói vậy mình thấy vậy cũng đơn giản, làm lúa này thì muốn trúng dễ lắm bạn. Mà cái của mình muốn nói là ở đây thí dụ như mình giải thưa là mình không có để cho nó vàng ha. Người ta dày thì người ta đủ trời đủ bông rồi thì người ta để cho nó vàng sao cũng được.
còn mình giải thưa là không để cho nó vàng. Từ cái thời điểm là mình từ nhỏ lớn lên là mình không để cho nó vàng, là khi mà nó chỉ đủ cái tiêu chuẩn của nó là hai xanh hai vàng thôi. Hai xanh là sao? Hai xanh là xanh mạ, xanh đồng, cho tới khi mà xanh mạ xanh đồng ha, là ở đầu là từ cây non đó mình xanh hoài cho tới khi mà cái màu vừa cái vừa cái khoảng hai mình cắt phân, tới ngày cắt phân đó, tới ngày đón đồng đó bắt buộc phải cho nó vàng, ngá màu vàng đó, là mọc vàng. Rồi bắt đầu là tới cái ngày mà lúa chín nè, là nó vàng lần nữa, là hai vàng. Chỉ trong cái trong một vụ lúa chỉ là cho nó vàng hai lần thôi, đừng cho nó vàng ba lần, bốn lần. Tại vì mình làm lúa thưa này, nếu mà nó để nó vàng hoài cái cây nó không có bự. Giải phân mình giải phân truyền chứ không cần phải giải mà đúng cái thời điểm. Ví dụ như là 7-8 ngày mình gửi là thí dụ như là thí dụ như mình giải phân lót xong rồi phải không? Thì giải phân lót xong rồi thì bắt đầu là cỡ xịt thuốc cỏ diệt mầm rồi vô nước cái 7-8 ngày là giờ là cỡ đó là mình giải phân đợt một đi. Nó giải phân đợt một cái mình giải phân đợt một cái đầu tới 3-4 ngày, 4-5 ngày sau gì đó cảm thấy mà lúa mình nó nó xanh mà nó chưa có miết đó, các bạn cứ đem phân vọng vô một cái nữa cho nó miết. Ừ. Anh đây nè, vọng vô một cái nữa cho nó miết ha, xanh miết nó, thì lúc đó là bắt đầu là mình xịt cho nó xanh miết kiểu đó, thì bắt đầu mình xịt kích thích cho nó nở bụi, là bắt đầu nó nở bụi rồi đó. Thì các bạn làm thí dụ như ở đây là mình làm 16 cái giống nè, các bạn không ưng bụng với cái bông lúa, cái dạng bông lúa dơ hơi thưa này, thì các bạn có thể là mình giải 18, 20 kg, 25 kg cũng vẫn được. 25 kg thì hơi dày, các bạn 22 kg trở lại được rồi. Tại trên đất cát này thì nếu mình đi phân sớm theo kỹ thuật của mình thì các bạn giải từ 22 kg, 20 kg trở lại 16 kg. Ở đây mình là đang làm cái mức 16 kg trên công tầm lớn, mình đang nói trên tầm lớn ha. Đó. Thì anh em và các bạn làm như vậy thì bảo đảm với các bạn là không bao giờ thất. Đó. Mình thì năm nay là mình bị dịch gầy cánh trắng nè các bạn, chứ nếu mà không thừa thì bảo đảm với các bạn là sẽ trúng. Bạn thấy nó bông lúa nè, thấy không? Ú nu à, mình giải phân rứt hạt thì cấp mà đỏ đuôi đó. À, thì cái đây là cái đám ruộng và tự tay mình làm từ đầu cho tới cuối luôn các bạn. Đó. Cái mình còn hơi bị thất bại đó là nó là khi mà nó chỗ lên đó các bạn, là trước khi đó là mình ngừa sâu nó hơi bị dở, là ngừa sâu đục thân nó hơi bị dở, khi chỗ lên nó hay bị, các bạn thấy cái bông kia kìa đó, bông đó đó, là nó bị tình trạng đó chiếm đi, nó không có nhiều nhưng mà thật sự nhìn thấy nó gai con mắt lắm bạn, nó chỗ nó lai gai vậy đó. Do đó là mình nhìn thấy nó hơi không mấy gì thích. 16 cái giống này các bạn thấy nào ha, chỗ này là nó hơi dư lá, nhưng mà không phải là nó dư gì đâu, phải đi phân mạnh là nó phải lá nó phải vậy, các bạn bông nó mới bự. Cái lúa mà nó mình giải mà nó trúng là bắt buộc nó phải xề xề vậy đó bạn, chứ nếu mà nó không xề xề là nó thăng băng là nó không có cúp xuống mà nó không bao giờ trúng. Cái bông lúa nó phải xề xề vậy đó. Ha. Thì lúa vô tấn thì từ 910 gram trên 1 mét vuông thì nó đã vô tấn rồi. Còn cái này thì mình không được 900 gram thì mình cũng 800 gram, 700 gram thì thấy cũng đạt các bạn. Lúa thì nói chung là trên những cái trà lúa về trở về sau này cũng khó làm lắm, chứ không phải như cái trà lúa từ ban đầu. Trà lúa mà đông xuân người ta làm dễ lắm. Còn trà lúa mà nó về trở về sau từ thu hoạch cỡ đầu tháng 3 đầu này kia nè, thu hoạch nè. À, những cái trà lúa là nó khó làm lắm, tại vì nó nằm cái tiết là lạnh, cái tiết lạnh và nóng bức, chứ nó không phải lạnh không.
À, cũng có gì mình giải thưa đó, mình giải thưa 16 kg giống trên một con tầm lớn đó. Mà các bạn xem nó xài ha, xài nó quằn kìa. Cái này là chỗ này nó hơi lung đó mà, lung khui nước không ra là xài quằn, nhưng mà nó cũng dạng như nó quam quam thì nó không đánh đổi, xài quằn ha. Giải thưa nó hay con cái là cái bụi này với bụi kia nó chịu nhau cũng đỡ các bạn. Chứ nếu mà kiểu này dày ha, bảo đảm các bạn đi phân mạnh kiểu này nữa thì nó sẽ nằm chằm bẹp hết trơn rồi, không có được gì đâu. Đó, các bạn thấy cái miếng ruộng của mình ha. Bởi vì mình mới quay ở đây rồi, mình sẽ quay cái đám ruộng kế bên. Đó, 25 cái giống và mình kết luận cho các bạn xem ha. Đó, phải đi phân bón lót ngay từ ban đầu để chi tạo tiền đề cho cái cây của mình nó bự khỏe mập để có cái bông bự. Chứ đài nhiều người nói các bạn. Nhiều người nói lúa nhỏ không quan trọng, cứ đài rồi xong rồi tới chừng có đồng rồi cái cây nó nhỏ thì lấy gì có bông bự mà. Giải ngay cử phân đón đồng không mà làm sao mà cái kết luận được. Nè. Đây. Đây là một cái miếng ruộng xạ 25 cái giống đi phân yếu ha. Vàng lên nè, các bạn thấy nè. Hôm nó xanh hơn của mình, bữa nay nó vàng của mình nè. Chơi một trời một vực không. Hổm xanh hơn của mình đó bạn, bữa nay vàng của mình. Bông này bảo đảm với các bạn. Hổm cái bìa, hổm cái bìa lên từ cấp mà giải cái ngày đầu tiên giải mạ lên mạ giống nhau đó thì lên cây lúa giống nhau đó thì lúc mà mười mấy ngày đó thì lúa này nó đẹp, lúa mình dữ lắm các bạn, đẹp nó dày dặn nó đẹp dữ lắm. Còn lúa của mình thì nhìn thấy nó đâm hiu trong qua, tại vì đầu nó một cây gốc núi một con, giờ gốc núi một cây mà. Trên là 9-10 ký giống trên một con tầm lớn mà làm sao mà lúa mình với người ta mà đẹp giống nhau được các bạn. Đó. Rồi giờ thì lúa mình bắt đầu nó mới đẹp lại nè. Ăn là mình ăn khúc hậu thôi. Đó. Chỗ này là của mình là đất gò nè, các bạn thấy nó trên lệch nhau 5 tấc đất. Đó. Trên mình gò nè, chỗ này nó gò nè. Trên lệch 5 tấc đất. Ngã bông lúa mình nè. Cục. Nè, một bông nè, các bạn thấy không? Nè. Còn dưới đây nè. Cái mình xịt thuốc á, nó chỉ là cái dạng là bảo vệ năng suất thôi các bạn, chứ không phải là thuốc mà nó đem lại cho mình là trúng mùa ha. Cái trúng mùa là mình phải đi phân. Đi phân là cho nó hợp lý. Còn trúng mùa là thuộc dạng như là mình thuốc với phân nó phải cân đối với nhau, nhưng mà thuốc là chỉ bảo vệ năng suất thôi, còn có trúng mùa hay không là ăn thua mình đi phân ha. Đó. Ví dụ như là mình đi phân mà dạng như mình giàu, nhưng mà mình đi phân nhiều quá, dạng như mình giàu nhưng mà mình không có xịt thuốc, mình không bảo vệ được năng suất thì cũng giống như mình nghèo. Đó. Có khi bị tàn mạt luôn. Đó. Đây. Thì lúa này, dạng lúa này thì bảo đảm với các bạn là từ 850-900 kg trên một công. Còn, thì ở đây mình lội qua một miếng ruộng mới các bạn. Đây là cũng là một miếng ruộng xạ 25 kg giống. Thì như các bạn thấy nè, mình bứt đại một bông rồi đó, đi cho các bạn xem bông này. Bông này thì nhiều lắm là 40-50 hạt. Mình không phải là mình mới so đây đâu các bạn. Không phải mình mới so đây đâu. Thì cấp mà có cái đồng là mình bứt cái đồng mà nó cao lên là mình bứt cái bông là mình đếm rồi đó. Có kết luận ngay từ đó rồi đó. Bây giờ đợi tới mà bây giờ thì chín rồi mình mới so thêm lần nữa để cho nó sổ số luôn ha. Chứ không phải mình mới so đây đâu. Yêu cầu mình có cái cây lúa mập lên thì bắt đầu là tới khi mà nó có cái đồng nó chỗ ra. Búng cái đồng ra là bắt đầu mình so được rồi. Thì bắt đầu là mình so lúc đó, nhưng mà mình phải bảo vệ năng suất ha, mình phải xịt cho vô gạo tịch nè, rồi mình phải xịt là cho nó giữ lá đồng nè, thì cái bông bự của mình là sẽ thắng bông nhỏ chắc. Nói gì vậy? Này lúa 25 cái giống này, bởi vì đây mình kết luận với các bạn là không phải xạ dày mà nó trúng đâu. Mình làm sao mình làm sao mà mình chăm sóc lúa của mình nó hợp lý là nó sẽ trúng ha. Chỗ này có bông có trái gì đâu bạn, lá không. Công này 500 kg rồi không biết làm sao nữa. Thì làm sao mà bây giờ
cái vốn á là không thể nào mà dưới 2 triệu mà làm được. Tại vì giống không là nó đã 400-500 ngàn trên một công mà. Đây 17 ký giống. 17 gì 25 ký giống mà 1 ký 17 ngàn. Thì bây giờ giống với tiền trục trặc cài sớ rồi tiền cắt rồi tiền hái rồi xong rồi tiền giải phân xịt thuốc không bao giờ dưới 2 triệu mà như đám lúa này các bạn lời được nhiêu bạn. Bởi vì mình làm cho chúng đi. Kỹ thuật mình làm sao làm cho chúng đi thì nó dễ có lời chứ lúa này có gì đâu ăn. Vậy nè. Cái gì bà nậu ra dạch ra không muốn nổi luôn. Vậy nè. Vậy mà đi các bạn nếu mà lúa này ha đi vô trọng mà dính giò nó dày vậy á. Vậy gối bông luôn, không có nhiêu hạt.